Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Vũ sẽ đăng một số cây lên để mà bán và dọn vườn ha. Tại có một số cây mấy cây nhỏ nhỏ nhiều quá thì Vũ sẽ bán bớt, như Vũ có chiếc còn sót lại một cây trăm nè ha. Cây này thì Vũ chiếc chắc tầm nó ra chậu chắc cũng cỡ 3 tháng rồi. Cho nên cái rễ của nó cũng good rồi, cũng tốt rồi. Cây này thì cao khoảng chừng 4 feet, 3 4 feet gì đó. Cái gốc nó khoảng chừng 1 inch mấy đó, 1 inch rưỡi cỡ đó. Thì cây này là cây chiết ha, cho nên như các bạn biết là cây trăm của Vũ nó đã có bông có trái rồi, thì cây này cây chiết. Thì khi mình trồng thì Vũ nghĩ là nó sẽ ra bông sớm hơn, có thể là năm sau cũng sẽ đã ra bông ra trái rồi ha. Cho nên nếu mà ai mà không có muốn chờ đợi lâu á thì mua cái cây chiết này về trồng. Tại nếu mà cây trăm mà từ hột á mà trồng ở Arizona đó là ít nhất cũng phải 4 năm cho tới 5 năm mới có trái được ha. Dù có người bạn trồng chứ cũng 4-5 năm rồi mà vẫn chưa có ra bông, cho nên mua cây chiết thì sẽ nhanh hơn ha. Cây này Vũ để lại cho fan YouTube của Vũ thì 80 thôi ha. Thì nếu mà ai muốn mua thì cứ email cho Vũ. Thì email của Vũ là sa mạc arizona @gmail.com. Thì Vũ sẽ để cái link trong cái dưới cái video. Thì nếu ở dưới cái comment ai muốn thì email cho Vũ ha. Rồi với lại Vũ có mấy cây cây ổi nè. Mấy cái ổi này là ổi từ hột, gốc từ hột, xong rồi Vũ ghép với cây ổi ruột đỏ của Vũ đó. Cho nên Vũ cũng không biết là bây giờ nó là Đài Loan hay là Thái Lan gì đó, miễn là nó là ruột hồng chứ không phải là ruột đỏ nữa. Ổi ruột hồng rồi ít hột chứ không phải là không hột, có vài hột đó. Thì Vũ sẽ có hai cây ở đây trong hai cái bịch này. Thì cây ổi này thì ghép như vậy thì cây này là 30 thôi nha, 30 đồng một cây. Hai cây này cũng còn nhỏ chứ không có lớn nha, nhưng mà ổi thì ở đây trồng lên rất là nhanh cho nên không có cần phải phải lo ngại. 30 đồng một cây. Rồi vô đây, thì Vũ có ở đây có một cây cốc nhỏ nhỏ. Cái thân thì này là Vũ dăm cành ra, thì cái gốc của nó còn bự bằng ngón tay nè, thì nó cũng còn nhỏ. Cây này thì mua về thì phải để trong chậu, trồng tiếp trong chậu ha. Rồi trời lạnh thì phải đem vô patio hay là vô gara. Thì cây này bán cho vui thôi, bán cây này thì lấy cây này 20 thôi. Bán cây chủ yếu bán cho vui chứ cũng không có phải là cái nursery hay là cái gì. Còn đây là ba cây bưởi da xanh. Thì bưởi da xanh này á là nằm ở trong trong chậu ba cái lông. Thì cây này á cũng là cây ghép, gốc thì gốc là từ hột, xong rồi sau đó ghép bưởi da xanh vô. Bưởi da xanh này á thì là thuộc loại ít hột, rất là ngon nha, ruột hồng, rất là ít hột, nhiều khi có một hai hột không chừng nhưng mà ăn rất là ngon. Tại vì cái bữa này là Vũ có ăn cái cây rồi, xong rồi Vũ xin nhánh rồi Vũ trồng vô, Vũ ghép vô đây. Thì cây này thì Vũ lấy để coi, cây này lấy 35 đồng một cây thôi ha. Rồi tại vì ghép cũng mất rất nhiều thời gian trồng, mà một cái cây cái từ hột lên một cây bưởi rồi chờ cho nó lớn rồi ghép xong rồi phải chờ cho nó tốt nữa thì rất là nhiều thời gian. Nhưng mà thôi kệ, bán 35 đồng cây cho vui thôi ha. Rồi ở đây thì có mấy cái dâu tầm ăn. Thì ở đây dù có hai loại, một loại là Pakistan Black và một loại là Pakistan White, tức nghĩa là dâu tầm ăn Pakistan màu đen và loại màu trắng. Mỗi cái trái này thì nó dài giống vậy này, mỗi khi Vũ quay cho các bạn xem đó. Trái màu đen thì ăn cũng rất ngon, rất ngọt. Trái màu trắng á, thì ngọt hơn là rất nhiều. Màu trắng thì thường thường là hiếm hơn chút ha. Thì cái màu đen thì chỉ bán 15 đồng một chậu. Xong rồi cái màu trắng thì là 20 đồng một chậu. Đừng có thấy là nó nhỏ giống như vậy thì nó yếu nha, nhưng mà thật sự là nó cũng có rễ ra rất là nhiều rồi. Mình thấy nè, rễ rồi. Thì cái này rất là dễ trồng. Cái dâu này rất là dễ trồng và cho trái liền, là tại vì cái này là dâm cành từ cái cây mà đã có trái rồi, cho nên là năm sau, là bây giờ trồng thì năm sau là sẽ có trái cho mọi người ăn rồi ha. Rồi vậy thôi ha, thì ai muốn mua thì cứ liên lạc lạc với Vũ ở sa mạc arizona @gmail.com ha.
Thì nè, cho mọi người xem thanh long nè, ra bông quá trời nè. Cái này là thanh long ruột hồng ha. Cái này năm nay ra bông rất nhiều. Đó. Rồi liên lạc với Vũ nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye.